Già dựa con là chết, 10 đứa không dựa được đứa nào. Quý vị thân mến, tuổi về già khi tóc đã bạc phơ, sức khỏe yếu đi thì không thể đi lại nhanh nhẹn như trước nữa. Tuổi già mong muốn điều gì, mong muốn vào những trải nghiệm mới, những cuộc phiêu lưu mới, hay là đơn giản chỉ muốn được trân trọng và được yêu thương để vượt qua những khó khăn này. Điều quan trọng nhất là tìm được chỗ dựa tinh thần cho bản thân. Chỗ dựa đó có thể là những người thân yêu, bạn bè hoặc những người có cùng quan điểm và sở thích với ta để cuộc sống tuổi già ý nghĩa hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau để thấy tuổi già không có chỗ dựa nào đáng tin hơn là dựa vào chính mình. Có câu nói, dựa vào núi, núi lở, dựa vào người, người đi, dựa vào mình mới là vĩnh viễn. Khi có thân thể tốt, tiền lương hưu đủ sống, nhà cửa an nhàn thì đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất khi về già. Bà Nhu, một người đàn bà tật nguyền, hỏng một mắt bẩm sinh nhưng lại có một nghị lực phi thường. Khi mình bà nuôi được tận tới 10 người con khôn lớn trưởng thành. Chồng bà mất khi đứa con nhỏ mới tròn 1 tuổi. Nhiều lần người ta cứ ngỡ bà phải cho bớt con đi vì cuộc sống quá khó khăn. Thế nhưng những người tới xin con nuôi chỉ nhận được một câu trả lời của bà. Tôi có phải nhịn đói, có phải làm ngày làm đêm thì cũng sẽ cố gắng nuôi đàn con, chứ không thể để chị em chúng nó bị chia đàn xẻ nghé được. Và đúng là bà đã thực hiện được lời hứa của mình. Dù có vất vả nhọc nhằn đến đâu, bà cũng không thể để 10 đứa con của mình phải chịu đói. Nhiều lần bà đi làm trở về thì 10 đứa con đã lên giường ngủ say từ lúc nào rồi. Và bà rửa ráy, ăn nhanh bát cơm nguội, rồi nằm xuống cạnh đàn con, để rồi nằm chưa ấm chỗ, lại phải vội vàng trở dậy, tất bật, ngày làm việc mới. Ai cũng khen bà Nhu có sức khỏe phi thường, bao năm qua chẳng biết ốm đau, bệnh tật là gì. Cứ thế gồng gánh quanh năm suốt tháng, chẳng biết tới một bữa no. Nhưng con của bà thì cứ lớn dần lên trong sự lo toan và tình yêu thương của người mẹ tật nguyền ấy. Rồi cuối cùng, lần lượt từng đứa con của bà cũng trưởng thành, kiếm được việc làm. Và mình người mẹ bé nhỏ ấy cũng đứng ra dựng vợ gả chồng cho đủ 10 đứa con, không thiếu một đứa nào. Có năm, bà làm đám cưới cho 2 đứa liền. Vậy mà người ta chẳng hiểu sao, người đàn bà nghèo ấy cũng lo được, chục mâm cỗ, đãi họ hàng và sắm được cái buồng cưới cho con. Khi bà Nhu 70 tuổi thì các con của bà cũng đã yên bề gia thất và ổn định cuộc sống. Đứa thì tự lực cánh sinh, đứa được nhà vợ giúp đỡ. Nhưng nhìn đám con bà khôn lớn cả, ai cũng phải thán phục người phụ nữ bé nhỏ ấy. Tuy nhiên ai cũng tưởng khi con khôn lớn trưởng thành rồi thì đến lúc bà Nhu được nghỉ ngơi để các con chăm sóc, phụng dưỡng những ngày cuối đời. Vậy nhưng sự thật lại không như thế. 70, 80 tuổi rồi, người ta vẫn thấy người đàn bà hỏng một mắt ấy lang thang xin ăn từ làng này tới làng khác vì sức khỏe của bà không còn đủ để bà làm bất cứ một việc gì, kiếm ra tiền nuôi mình nữa rồi. Lúc còn trẻ, bà đã làm việc quá sức nên bây giờ tấm lưng bà đã còng rạp sát xuống đất. Bà chống gậy vài bước lại nghỉ. Những ngày ốm đau không xin ăn được thì bà chấp nhận đối mặt với cái đói, cái khát. Những đứa con của bà 10 năm nay cũng chưa từng về thăm mẹ một lần. Có lần họ hàng nhà bà gọi chúng về thăm mẹ thì chúng bảo chúng cháu cũng phải làm nuôi vợ con chứ làm sao lo cho bà được ạ. Mẹ cháu già rồi cũng phải tới lúc theo tổ tiên thôi, sống lâu lại khổ cho con cháu. Rồi thì bắt đầu đứa lớn đùn đẩy đứa bé, thằng út bảo gọi anh cả và cuối cùng lại chẳng đứa nào thèm ngó ngàng gì tới mẹ. Bà Nhu sống được là nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Tuy nhiên người ta cũng chỉ giúp bà được bát cháo, củ khoai, chứ không ai có thể đưa bà đi viện khi bà ốm đau, tuổi già sức yếu được. Năm đó bà Nhu ốm nặng, bà nằm trên chiếc giường cũ nát, thở hắt ra, chỉ còn biết nhìn lên bàn thờ chồng, nước mắt chảy dài. Ốm một tuần như vậy thì bà qua đời, mắt không nhắm nổi. Người hàng xóm bên cạnh tối sang thăm bà thì phát hiện người bà đã lạnh ngắt từ bao giờ mà mắt vẫn mở trừng trừng. Ông ấy vội vàng vuốt mắt cho bà và thông báo tin buồn cho mọi người biết. Vậy là hy sinh cả đời cho con. Đến cuối đời, bà Nhu chẳng còn gì trong tay. Ốm đau già cả, cứ ngỡ dựa được vào con cái. Nhưng con cái bất hiếu khiến tuổi già của bà chìm trong bi kịch. Quý vị thân mến, suy cho cùng,
Việc dựa dẫm vào người khác chỉ có thể coi là hết cách này đến cách khác, cho dù đó là những người thân ruột thịt xung quanh mình, thì tương lai vẫn phải do chính mình định đoạt. Tuổi già cần hiểu rằng vợ hoặc chồng mình có thể ra đi trước, hoặc có thể chia lìa khi tai ương. Con cái có thể không có lương tâm mà bất hiếu, đặc biệt nếu như phải nằm trên giường bệnh trong một thời gian dài, rất dễ mất đi người con hiếu thảo của mình, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn thử thách lại chính là động lực giúp chúng ta vươn lên. Nếu như trên mỗi bước đường đời, chúng ta đều muốn dựa vào người khác, đem hy vọng cuộc sống ký thác lên thân người khác, điều đó sẽ khiến cuộc sống của chính mình luôn ở thế bị động mà thôi. Khi chúng ta đến tuổi già, mặc dù số lượng đáng kể, cha mẹ đã qua đời nhưng vẫn còn rất nhiều cha mẹ còn sống, thậm chí nhiều người còn có cả cha và mẹ. Cha mẹ thực sự là một trong số ít người lúc nào cũng muốn bạn ngày càng tốt hơn. Họ không quan tâm đến việc bạn có đền đáp cho họ hay không. Thậm chí bố mẹ thường lo nhiều hơn cho bạn, sẵn sàng cho đi tất cả những gì họ có cho con cái. Dù bạn đã bước vào tuổi xế chiều, dù bạn cũng đã làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, thì cha mẹ vẫn không khi nào ngừng lo lắng, ngừng dõi theo. Chúng ta luôn làm mọi việc vì con mình, cho nên hãy trân trọng hơn những phút giây hiếm có bên cha mẹ. Đừng để khi nhận ra thì đã quá muộn, bởi sẽ có một ngày khi ta khao khát có được sự bình yên bên cha, sự ấm áp trong lòng mẹ, thì sẽ không còn nữa. Chỗ dựa thứ ba, người cùng lớn lên từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành. Đây là những người luôn luôn hiểu bạn. Có những người bạn khi chơi với nhau thì họ lúc nào cũng có sợi dây tương đồng gắn kết. Họ hiểu không cần phải nói ra nhưng vẫn hiểu đối phương nghĩ gì. Ở bên họ, lúc nào bạn cũng được sống thật với chính con người của mình. Đây chính là thứ tình cảm khó định nghĩa, bởi mỗi người đều có cảm nhận riêng cho bản thân mình. Nếu có được những người bạn đi cùng mình suốt thời thơ ấu, cho đến khi về già thì đó là niềm hạnh phúc, không phải tuổi già nào cũng có được. Tình bạn thân ở tuổi già cũng được thể hiện một cách nhẹ nhàng bên tách trà, miếng trầu, cùng nhau hàn huyên về một thời trẻ đầy oanh liệt, một thời vàng son chói lọi với những nốt thăng trầm trong cuộc sống. Đến độ tuổi này, chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bậc của cảm xúc, hỉ nộ, ái ố. Cho nên, tuổi già càng hiểu hơn, trân trọng hơn cuộc sống và tình bạn. Những người bạn năm nào cũng cùng nhau chăn trâu cắt cỏ, cùng nhau nô đùa, học tập, bây giờ đều đã thành những ông nội, bà ngoại. Tình bạn tuổi già bền bỉ nhưng cũng rất mong manh. Có những người bạn nay gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nhưng mai lại nghe tin bạn đã lên thiên đường. Do vậy, chúng ta càng nên trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Quý vị thân mến, có một câu nói, mọi thứ trên đời đều tầm thường, ngoại trừ sự sống và cái chết. Khi thời gian để chúng ta phía trước, nếp nhăn hẳn lên gương mặt, tuổi trẻ không còn. Chúng ta nhận ra rằng ai cũng không thể trốn tránh mọi thứ, và đi hoài sẽ mệt, sẽ nghỉ vào một ngày nào đó. Chúng ta sẽ đi đến hồi kết của cuộc đời, không có bữa tiệc nào mà không tàn. Không ai đồng hành bên ta cả đời được. Vậy nên trong suốt cuộc đời này, người đưa đò duy nhất chính là tự thân mỗi người. Hãy chủ động chuẩn bị cho mình một tuổi già độc lập. Độc lập ở đây không có nghĩa là phải một mình độc lập. Ở đây là độc lập về suy nghĩ, về cảm xúc, để những vui buồn của bản thân không phụ thuộc vào bất kỳ ai và bất kỳ điều gì, bởi hạnh phúc là tự thân, quý vị nhé. Chỗ dựa thứ hai, độ tin cậy của bản thân.